Tiếng sáo vô danh Công chúa Mỹ Lanh Ca vất nhẹ cánh tay bướm trắng Tỏa ngạt ngào mùi hương nguyệt quế Đôi mắt như hai dần ngọc rạng Nhìn đăm đăm bất động một điểm vô định phía trước Thôi đi, gã nhạc công ngu si Hãy ngưng lại Tiếng phong hồ cầm réo rắc thê lương Như tiếng gió đêm sương lạnh lùng thổi qua nghĩa địa tịch liêu, chợt im lặng. Dần trăng lạnh lạnh treo giữa hai trái tây sương. Gã nhạc công lặng lẽ cúi đầu như cố thu nhỏ mình lại, như con ốc sên cuộn mình trong lớp vỏ. Ngọn đèn 16 mặt lưu ly tỏa ánh sáng xanh biếc dịu dàng lên cung phòng bằng đá cẩm thạch. Bốn mỹ nhân xuất hiện từ khung cửa nam, thoảng mùi hương trăm hoa bốn chiếc lưng còng thon thon với những dòng vàng vàng bạc lấp lánh những mảnh lụa trời phất phơ lay động diễm ảo những cánh tay ngọc những bàn tay ngà đung đưa theo gót chân sen hồng uyển chuyển nhịp nhàng công chúa mỹ lanh ca phất nhẹ cánh tay bướm trắng tỏa ngào ngạt mùi hương nguyệt quế đôi mắt như hai vần ngọc rạng chợt lóe lên hai điểm lân tinh Hãy bước đi, lũ nô tỳ xuẩn ngốc. Góc trần phía đông, tỏa ánh sáng xanh biếc, mười sáu mặt lưu ly dịu dàng. Bốn mỹ nhân khuất sau bức rèm màu lựu đỏ, hương thơm như còn động giữa cung phòng. Mặt trăng giữa mái tây xương giấu mặt nhờ nhợ sau làng mây trắng. Gió lạnh lạnh từ những miền tuyết xa xăm len lén thổi về những tiếng lanh canh đâu đó vọng lại rồi lãnh lót tiếng ngân của chim cà cưỡng các hoàng tử anh tuấn dòng dõi xứ mặt trời xin được ra mắt công chúa bằng một vài đường gươm tuyệt diễm công chúa mỹ lanh ca phất nhẹ cánh tay bướm trắng tỏa ngạt ngào mùi hương nguyệt quế đôi mắt như hai dần ngọc rạn thoáng một làn sương mỏng đừng có quấy rầy nữa hãy cho ta được yên ngọn đèn 16 mặt lưu ly tắt phục. Dần trăng treo giữa mái tây xương thò mặt qua khung cửa tròn, chiếu lên nền gạch thủy tinh một màu lạnh ngắt. Công chúa Mỹ Lanh Ca, đôi mắt như hai dần ngọc rạng, nhìn xuyên qua màn hư vô bí mật. Tiếng thở dài đâu đó hay tiếng gió đầu thu sao qua cành liễu rũ. Tiếng mỏ sang canh buông từng hồi rời rạc một vì sao băng cuối đường chân trời. Cổ xe hai ngựa lộng lẫy trên đường chim bái mùa xuân, đủng đỉnh đi giữa hàng quân gươm giáo sáng ngời. Một trăm mỹ nhân gươm tuốt trần, phục sức diêm dúa nhưng gọn gàng, ngồi trên những chiến mã yên vàng. Hai bên hai mươi nữ tướng quân chân lụa đạp thoang thoát, chui đao nạm châu báu đính nhân hạt cườm ngũ sắc, không ngớt da động len keng hai trăm nam tướng quân đầu đội mũ lục điều áo hồng đai bạc với hàng trăm vũ khí kỳ dị đi hậu thuẫn trên thân những con ngựa ô to lớn đoàn người sắp qua hang núi cấn để đến tháp thờ vị thần mắt xanh đã mấy chục năm nay không ai dám đi qua miền này vì ở đây là xào huyệt bất khả xâm phạm của một băng cướp lừng lẫy kiêu bạo khát máu và oai hùng sự khiếp sợ của quan quân và bá tánh khắp tất cả các quốc độ là sự bảo đảm bằng đai lửa cho căn cứ địa. Thế nhưng công chúa Mỹ Lanh Ca, còn đức vua xứ Đạt Kỳ La lại coi thường mọi sự hiểm nghèo. Trong một giấc mộng mùa xuân, giữa đám mây bảy màu, một bà tiên hiện ra nói với nàng bằng âm nhạc du dương của cung trời. Hỡi người đẹp mỹ lệ nhất của kinh thành, là công chúa của các vị công chúa. Tại sao con buồn? Công chúa đáp, Con không có niềm vui, con đang ở chỗ tuyệt đỉnh của một giống dòng cao quý. Có ước nguyện nào mà con không thỏa được? Với quyền lực của phụ dương, những giọt nắng cũng có thể biến thành những giọt sương và bão to cũng trở nên một cơn gió mát. Thế thì những niềm vui ưu hạn hoặc bình thường dành sẵn cho con như vũ khúc âm nhạc ăn uống tiệc tùng du ngoạn hoa rượu kiếm cưỡi ngựa bắn cung thì sao đấy chỉ là sự giải trí tạm thời sau cuộc giải trí là khoảng trống không vô vị công chúa thở dài còn phải cần một vị hoàng tử và một tình yêu nàng đáp có những hoàng tử nhưng không có tình yêu sao lại thế họ không tài cao, anh Tuấn và nhiều châu báu ư? Họ tài cao và anh Tuấn, họ sáng ngời châu báu, họ rực rỡ và kiêu sa như mặt trời, mặt trăng. Họ trẻ trung như mùa xuân và nhựa sống họ dạt dào như sông to và biển cả. Nhưng tâm hồn con không rung động. Bà tiên dục cao lớn giữa hư không rồi biến mất như làng chớp giật tiếng nói mồn một giọng vào tai hãy đến ngôi đền của vị thần mắt xanh một ngày chiêm bái mùa xuân con sẽ nghe tâm hồn mình rung động con đường đi đến tình yêu không bao giờ lát những tấm thảm hoa hãy nhớ như vậy tình yêu không lót bằng những tấm thảm hoa hãy nhớ như vậy tỉnh dậy công chúa mỹ lanh ca bàng hoàng đám mây bảy màu như còn trần dần trước mặt giấc mộng dán mở sự bí mật ẩn sâu trong trái tim nàng. Có sự rung động thật sự ở con đường trước mặt. Những viên ngọc trai quý báu bao giờ cũng lặng dưới đáy đại dương sâu. Tình yêu chân thực không bao giờ ở trong tầm tay giới. Và con đường không thể lát những tấm thảm hoa. Thế là bất chấp mọi sự cản ngăn, vị thần mắt xanh soi rọi con đường cho nàng bước tới. Đến eo núi, toán tiền phương nữ cận vệ chợt dừng lại những con chiến mã yên vàng dạt ra các hướng hồi lâu tiếng cấp báo vọng về đầu ngựa của công chúa mỹ lanh ca như tiếng nổ giữa trời hoàng tử con đức vua kiêu hùng miền đảo cùng tùy tùng đã bỏ thay nơi hốc núi công chúa mỹ lanh ca phất mạnh cánh tay loan phượng tỏa ngào ngạt mùi hương bội lan đôi mắt như hai dần ngọc rạng không chút lay động. Hãy tiến. Lát sau, từ một hướng sau dùng thủy lục, một giọng đưa về hối hả. Hoàng tử hào hoa con đức vua miền trái cây quan dinh và tùy tùng, đầu một nơi, người một nẻo. Cỗ xe hai ngựa trùng cương dây lát. Công chúa Mỹ Lanh Ca phất quyết liệt cánh tay loan phượng tỏa ngào ngạt mùi hương bội lan đôi mắt như hai dần ngọc rạng, lấp lánh đuốc triều dương. Tiếng một con oanh lạnh lót xuyên giúp thiên khung. Hãy tiếng! Thời gian chừng mươi hơi thở gấp, tiếng hiến ngựa loạn xạ, ngầu ngốn, rồi bóng ô mã cuốn theo mấy đám bụi mù. Đào kiếm loãng soảng, tung lá sạc mây, đá và thép chạm lửa, tín hiệu và tên vàng, tên bạc chéo đồng chéo tay từ thung lũng và các triền núi, từng đám bụi di động, rồi một dệt khói tách rời chồng cây cháy lá, hiện thành con ngựa ô lao nhanh trong tiếng loa truyền. Bẩm công chúa cao quý, cả thảy 36 hoàng tử và tùy tùng đều đã hy sinh như những chiến sĩ gan dạ và hào hùng nhất cho tình yêu chân chính rạng ngời. cỗ xe hai ngựa đứng sững lại những tiếng lập đập lập đập da động vào tim máu động giữa không gian con đường đến vị thần mắt xanh thật sự trải bằng niềm đau hối tiếc sinh mạng của bấy nhiêu người do sự yêu thương ngu si cuồng dại có hứa hẹn đánh đổi cho công chúa một niềm vui lớn lao hoặc nhỏ bé nào không hay đây là cái giá mà nàng phải trả cho một lần rung động tâm hồn 36 vị hoàng tử kia đi đến tình yêu bằng chính thân mạng của mình. Mà tha ngôi, tình yêu nào có đạt được? Đã không lát những tấm thảm hoa lại rải bằng những giọt máu oan khiên. Nghiệp số vô định chập chờn như loài dơi đêm mọc đôi mắt cú vọ Nhưng mà ta không thể sống với chuỗi ngày trống không vô vị. Hư vô kia ăn nhấm gậm nuốt tuổi thanh xuân mà má đào tươi thấm của ta. Nghĩ thế xong, công chúa Mỹ Lanh Ca phất mạnh cánh tay loan phượng tỏa ngào ngạt hương bội lan. Đôi mắt như hai dần ngọc rạng, ngung ngút bốc lửa. Hãy tiếng! Tin báo tới tấp truyền về, máu nhần chân ngựa, hơi tanh tưởi nồng nặc sông đầy không gian toán tiền phương một trăm mỹ nhân cận vệ đã ngã ngựa bọn cướp như bầy hung thần rần rật kéo ra dây trùng điệp một chiếc bóng cao lớn sừng sững trên chóp núi cất tiếng to lồng lộng con bé ngu si kia hãy quỳ xuống công chúa mỹ lanh ca ngạc nhiên đến sững sờ chưa có ai vô lễ và sất xược đối với nàng đóa hoa dương giả đã rớt vào một đống phân trâu một loài nai chúa bị lũ chồn cáo cùng đinh khinh nhần. Công chúa Mỹ Lanh Ca phất mạnh cánh tay loan phượng tỏa ngào ngạt mùi hương bội lan. Đôi mắt sáng như hai dần ngọc rạng, thoáng long lanh mấy giọt nước tụ lại. Tùy thế, nàng khẽ cao đôi mày liễu. Hãy tiến! Hai mươi nữ tướng quân loan loáng bóng xiêm thường, một vòng tròn kiên cố bảo vệ công chúa với tường kiếm dách đao. Hai trăm nam tướng quân rẽ thành bốn mũi nhọn phi dung dút. Chốt lại thành hình cánh cung, hùng dũng tiến thẳng đến ngọn đồi. Ha ha, lũ đầy tớ ngu si, chẳng lượng trời cao đất dày là gì. Hãy xem đây. Giữa từng mây vọng lại tiếng cười ngạo nghễ rồi một làn sóng đỏ bốc lên cao hiện nguyên hình tên tướng cướp trứ danh, trang bị võ phục như một vị thiên tướng. Từ các bìa rừng có tiếng cung giật. Hai trăm nam tướng quân đồng cúi rạp trên mình ngựa. Nhưng muộn mất rồi, những mũi tên lóng lánh bạc đã ghim cứng trên chóp những chiếc mũ lục điều. Ngựa lại lồng lên, rần rật tiếng cung giật. Hai trăm ngựa đồng khuỵu xuống công chúa mỹ lanh ca đứng chết lặng tiếng từ đồi cao như xoáy vào tai nàng con bé ngu si kia đã thấy chưa dẫu là lực lượng quân binh tướng sĩ của một quốc độ hùng cường nhất cũng không thể địch lại mấy ngàn tay cung nỏ hạng bét của ta con bé ngu si kia hãy quỳ xuống mà ra mắt đại vương công chúa mỹ lanh ca lạnh toát cả người nàng dường như không còn tin vào tai mình nữa Tình cướp vẫn chưa chịu buông tha nàng con bé hợm hĩnh ngốc nghếch tự mãn kia nếu còn cứng đầu thì ta sẽ cho ngươi xem vũ khúc thiên thần hung bạo một lần sáng tím bốc thẳng lên trời một trăm tên cướp từ các triền thung lũng đồng lao ra đến bên một trăm mỹ nhân cận vệ bế họ lên tay như bế những chú mèo con chúng vừa xoay, vừa nhảy, vừa hí, vừa hùm trong một vũ khúc mang rợ. Y trang xiêm thường đã tơi tả và rơi rớt một vài nơi. Thoảng giữa âm thanh cuồng loạn, hỗn tạp là tiếng cười sắc lạnh đầy uy hiếp. Con bé Kim Chi Ngọc Diệp hôi hám dơ giấy kia. Đại dương đã nổi giận. Vậy thì tiếp đây sẽ là vũ khúc thiên thần hung bạo giữa ta và ngươi chẳng còn sự sỉ nhục nào hơn thế nữa công chúa mỹ lanh ca cắn môi đã bật máu không còn chịu đựng được nữa nàng bụng mặt khóc tấm tức rồi ngã bật ra bất tỉnh không biết thời gian trải qua bao lâu trong cơn mơ hồ nàng nghe một khúc sáo huyền diệu tiếng sáo như gần như xa như cao như thấp như trầm như bổng nhưng tiết tấu làng hơi đi bao giờ cũng rõ ràng, minh bạch. Khúc sáo huyền diệu có một không hai trên đời này đã làm trái tim nàng rung động, bồi hồi. Lát sau, hơi sáo như nâng bổng nàng lên những cõi tinh thần sáng láng, thuần khiết và hoang lạc. Ở đây, âm thanh như được chắc lọc, đào thải những cáo bợn, dục vọng tục lụy. Chỉ còn là bầu pha lê trong suốt, nhấp nháy phản chiếu những hình ảnh nổi trôi và các cõi đời. Đôi mắt công chúa Mỹ Lanh Ca mở to như đôi dần ngọc rạng, nhưng nàng không thấy gì. Tiếng sáo đã sao qua mặt hồ để lại một mảnh trăng tròn dành dạnh. Hoa lá, chim muôn nhảy nhót reo cười. Tuổi thơ thò mặt ra sau bức màn tuyết dụ, trắng trong với nét đẹp vô ngần của thiên thần tiếng sáo cũng xô dạt về phía chân trời những khổ đau, mơ ước, tự mãn lẫn niềm ăn năn. Công chúa Mỹ Lanh Ca liêm diêm đôi mắt, rồi bừng lên đôi dần ngọc rạng, gượng nhẹ đôi tay loan phượng, tỏa ngào ngạt mùi hương bội lan. Ngồi dậy giữa vùng bình an rực rỡ, nhịp tim như còn rung động, bồi hồi. Sau lần chim bái mùa xuân, Công chúa Mỹ Lanh Ca đã hoàn toàn thay đổi tính tình. Nàng không còn bẳng gắt và buồn phiền vô cớ. Công chúa như im lặng, kính đáo, rộng lượng và dịu dàng hơn. Tuy thế, nàng cũng thường cô độc giữa đêm khuya, trong lúc mọi người đang yên nghỉ để thả hồn vào cõi mơ hồ. Ánh sáng của ngọn đèn 16 mặt lưu ly soi tỏ một dáng ngồi tự chủ và trầm tịnh và môi nàng thoảng nụ cười hẳn là nàng đang thưởng thức tiếng sáo huyền diệu hôm nào hẳn là nàng đang mơ mộng một hoàng tử của lòng mình không ai biết điều ấy cả nhưng rõ ràng là nàng đã tìm được nguồn vui mới sau chuỗi ngày tuyệt vọng đây là cái gì như một bí mật thẩm sâu ẩn ở đáy tâm hồn nàng nâng niu và trân trọng như một bảo vật thời gian sau công chúa Mỹ Lanh Ca biến mất. Quốc độ xôn xao, những toán phi mã lao đi như mắc cưỡi khắp bốn phương trời, nhưng chẳng đâu tìm ra dấu tích của nàng. Đức vua xứ Đạt Kỳ La, châu mày khó hiểu, đọc đi đọc lại mãi lá thư của vị công chúa thân yêu bị mất trí. tô Phụ Dương và Mẫu Hậu Con sinh ra đời ở chỗ tuyệt đỉnh cao sang là điều lầm lỡ của định mệnh. Con không có niềm vui, không có tâm hồn đồng điệu. Con dãy chết giữa bốn bức tường pha lê trân bảo với những hợm hỉnh, kiêu căng, ngu si và ác độc. Con không thấy bầu trời, các gì sao, màu xanh và những tấm lòng. Có sự quy hoàng trên dương miệng, lẫn sự hạ liệt dưới gót chân của Đức Brahman cao cả. Thường trực hộ trì, nâng đỡ cho ánh sáng sự vinh quang cùng với tối tâm và sự bẩn thiểu. Chẳng ở đâu có tình yêu và vĩnh phúc. Còn ghê sợ chính con đã bước qua bên này bờ vực thẳm. Ma già và bóng tối chế ngự trái tim con. Từ lâu con đã chết. Từ lâu con đã mất tích. Cảm ơn tiếng sáo vô danh đã thức tỉnh con thấy được sự chết và sự mất tích của chính mình trong từng sát na dân phụ và mẫu hậu bảo trọng mình rồng kính lại ân đức và nghĩa tình cao cả con bí mật về công chúa mỹ lanh ca và bí mật về khúc sáo vô danh từ đấy thế gian coi như huyền thoại công chúa từ bỏ cung vàng như còn hiển hiện cái phất tay tỏa mùi hương bội lan và nguyệt quế công chúa đi vào tình yêu và vĩnh phúc theo tiếng sáo vô danh nào đó như còn sáng ngời đôi mắt với hai dần ngọc rạng. tuy thế trong giới vua chúa và quý tộc ai cũng xót thương vì công chúa diễm lệ. ở đâu đó tự dưới lòng đất sâu một thuở sơ nguyên trỗi lên một khúc hát. bổng lai thiên địa dị kỳ khúc vô danh hậu thị di đạo tràng. Hậu tràng. Hậu tràng. Hóa độ Phạm Thiên Ba Ca. Thuở nọ, Đức Phật ngự tại Chetavana, Kỳ Viên Tịnh Xá của trưởng giả Anathapindika cấp cô độc, gần thành Savatthi, xá vệ. Lúc ấy, ở cõi trời sắc giới, Phạm Thiên Ba Ca đang sống đời vinh quang, sáng lạng, thọ hưởng hạnh phúc an lạc bằng tuổi thọ mấy đại kiếp quả địa cầu. Chú thích Đại kiếp quả địa cầu Quả địa cầu qua bốn thời kỳ, thành, trụ, hoại, không. Mỗi thời kỳ như thế bằng một A tăng kỳ. Một đại kiếp bằng bốn A tăng kỳ. Ý nghĩ đầy tự phụ và tự mãn sau đây khởi lên trong tâm của Phạm Thiên Ba Ca. Quả thật là ta đang sống trong cõi vinh quang thường tồn, vĩnh hằng, kiên cố, bền vững, không có sự hủy hoại, không sanh, không già, không chết, không chuyển kiếp, không hóa kiếp, bất sanh, bất diệt. Ngoài cảnh giới của ta ra, không một nơi nào khác có được những tính chất thù thắng như vậy. Đức Thế Tôn dùng tha tâm thông biết rõ chấp kiến mê muội của Phạm Thiên Ba Ca biết rõ duyên lành có thể hóa độ được. Bèn với thời gian như viên lực sĩ duỗi cánh tay, Ngài biến thân từ Chetavana có mặt ở cõi Phạm Thiên Abassara quan âm thiên trong chớp mắt. Phạm Thiên Ba Ca nhìn thấy Đức Thế Tôn ngự lên tận đây, tỏ vẻ vô cùng hoan hỷ. Chú thích. Khi Đức Thế Tôn thành đạo, Chư Thiên và Phạm Thiên đều biết. Ngài Phạm Thiên Ba Ca thốt lên rằng, ồ quý báo thay kính thưa sa môn gotama tức cồ đàm tôi rất hân hạnh được đón tiếp ngài chiêm ngưỡng ngài không rõ sa môn gotama có hữu sự gì có duyên lành gì ở cõi vinh quang sáng lạng này chăng đức phật nghĩ là nên vào đề ngay này phạm thiên ba ca như lai đồng ý đây là cõi vinh quang sáng lạng nhưng không rõ là sự vinh quang sáng lạng ấy tồn tại được bao lâu Phạm Thiên Ba Ca nhíu mày. Sao lại bao lâu? Sao Sa Môn Gotama có ý nghĩ lạ đời, nghịch thường như thế? Thẳng hoặc, Sa Môn Gotama vì không rõ nên nói quấy chăng? Tôi hiện đang thọ hưởng hạnh phúc an lạc thường hằng, bất biến, chẳng ở nơi nào có được sự vinh quang sáng lạng vĩnh cửu như thế. Đức Phật thương hại cho thường kiến của vị Phạm Thiên này nên nói ở phạm thiên ba ca. Như Lai biết rõ không phải như vậy. Với tà kiến ấy, người sẽ ở mãi chỗ tối tăm mê muội không bao giờ thấy rõ được sự thật đâu. Phạm Thiên Ba Ca nghe Đức Phật quở trách nặng nề, vẫn không chịu thay đổi chấp kiến. Y dùng tâm ý, gọi nhóm bằng hữu 72 vị Phạm Thiên đồng có mặt trong một lúc, rồi ngã mạng nói rằng. Ông Sa Môn phải biết rằng, chúng tôi có cả thảy 73 người đã từng tạo sắc giới thiện nghiệp cho quả hóa sanh lên cả đây. Tất cả chúng tôi đều biết rõ rằng cõi trời phạm thiên này là kiếp chót, không còn sanh già nữa. Chúng tôi đã đến đỉnh điểm, đã đến cứu cánh rốt ráo của phạm hạnh. Trên thế gian này, tất cả nhân loại đều kính ngưỡng chúng tôi, mong ước ở địa vị chúng tôi. Họ đồng tán dương rằng chư Phạm Thiên này là Đại Phạm Thiên. Không một ai, không một thế lực hữu hình và vô hình nào khống chế được. Chư Đại Phạm Thiên là những bậc có đại quyền lực, là đấng tạo hóa, là hóa sanh chủ, là tối thượng tôn, là tổ phụ của muôn loài đã sanh và đang sanh. Vậy thưa ông Gotama, có 72 vị đồng phạm hạnh này làm minh chứng cho tôi Thế thì lẽ nào Đức Thế Tôn lại bảo là ở đây sự vinh quang sáng lạng này được bao lâu? Lại còn cho là chúng tôi rơi vào thường kiến tối tâm và mê muội Xem chừng Sa Môn tự xưng là Phật là Đại A-La-Hán được thế gian trọng vọng tôn thờ. Nhưng rõ là ông vẫn chưa đạt được cứu cánh này, địa vị này. Hoặc may mắn lắm, ông chỉ là một vị trời tầm thường thôi vậy. Đức Phật nghe những lời huênh hoang, khoác lác như thế, khởi tầm bi mẫn, nói rằng Này Phạm Thiên Ba Ca, nghe như Lai nói đây. Ông tưởng rằng ông tạo sắc giới thiện nghiệp nên hóa sanh lên cõi này sao? Do không thấy, không biết, không nhớ đến tiền kiếp của mình, nên ông mới sinh ra tự tôn, cao mạng như vậy. Phạm Thiên Ba Ca ngạc nhiên. Tôi không tin điều đó, chẳng có gì để chứng minh cả, thưa ông Samon Gotama. Đức Phật mỉm cười. Kiếp trước đây, ngươi ở cõi trời Subakinya biến tịnh thiên, có tuổi thọ 64 đại kiếp quả đất. Trước khi mất ở đấy, nhờ ngươi trú được định nhị thiền thâm sâu, có hỷ lạc thâm sâu, nên người mới sanh vào cõi trời này. Như vậy là ngươi đã từ cảnh giới quang minh bất động mà rơi xuống abassara vô lượng quang thiên chứ đâu phải sanh lên hở phạm thiên ba ca. Vì phạm thiên vẫn ngoan cố lắc đầu, chuyện không thể tin được. Đức Phật nói: "Vậy thì ngươi hãy ngồi xuống, trú tâm thanh tịnh, rồi Như Lai sẽ cho ngươi nương nhờ túc mạng thông của Như Lai để ngươi nhớ đến kiếp trước của mình." Rồi với năng lực thần thông của bậc chánh đẳng giác, Đức Phật để cho tâm trí Phạm Thiên Ba Ca nhớ đến sanh thú trước đây. Giữa vùng yên lặng, trong sáng, đột nhiên Ba Ca thấy rõ mình là một vị Phạm Thiên cao sang, thù thắng lạ lùng. Toàn thân vị Phạm Thiên ấy phát ra ánh hào quang vững chắc, như nhiên, kiên cố, khó có thế lực nào xâm phạm được. Vị Phạm Thiên ấy bước đi trong ánh hào quang không sao động, bay đi trong hào quang không sao động. Thân thể vị ấy đồng với hào quang, tan hòa trong hào quang, và niềm hạnh phúc an lạc của vị ấy thâm mật, tế vi, chẳng có hình ảnh ngôn từ nào khả dĩ so sánh, diễn đạt. Đức Phật thu lại thần thông, nói rõ mồn một vào tai Phạm Thiên Ba Ca. Cảnh giới vinh quang, sáng lạng, thường hằng, bất biến ở đây so với cảnh giới ngươi vừa thấy, nó ra sao? Phạm Thiên Ba Ca như vừa tỉnh một cơn mê dài, y bắt đầu nói chuyện có lễ độ. Thưa Sa Môn Gotama, niềm vinh quang sáng lạng ở đây thật là tệ hại, là tối tâm, là thấp thỏi. Ôi, hóa ra cảnh giới mà tôi đã từng sống trước đây, nó vi diệu, thù thắng như vậy sao? Và tôi cũng từng đã ở đó 64 đại kiếp quả đất hay sao? Phải, và còn hơn thế nữa, này Phạm Thiên Ba Ca, Ngày chính cảnh giới ấy, nó vẫn còn thấp thỏi, hạ liệt. Người đã từng sống ở một cảnh giới cao sang, thù thắng hơn thế nữa. Đó là cảnh giới Vê Hạp Và La, quảng quả thiên, mà phước báo ở đấy viên minh và vô lượng hơn nhiều. Niềm hạnh phúc an lạc kia, trong suốt tợ pha lê, một tí bụi của hỷ lạc xã, thô tháo cũng không gận lên được. Suốt một thời gian dài và lâu xa đến 500 đại kiếp quả địa cầu, người sống và thọ hưởng niềm vinh quang tráng lệ ấy. Trước khi chấm dứt tuổi thọ, người trú được định tam thiền và rơi đọa xuống cảnh giới mà người vừa nhìn thấy. Rồi cũng bằng thần thông lực bất khả tư nghì của đấng diệu giác, Đức Phật để cho Phạm Thiên Ba Ca thấy lại tiền kiếp đã bị quá khứ che lấp. Sau khi thấy rõ, biết rõ sự thật, bao kiêu căng, tự mãn, tự đắc của Phạm Thiên Ba Ca thấy đều tiêu tan, y quỳ xuống đảnh lễ chân bụi của Đức Đạo Sư con không biết nói gì nữa thật là vô cùng tri ân đức thế tôn đã mở mắt cho con đức phật tiếp tục dẫn dắt cho kẻ bích bùng thấy thêm con đường sáng này phạm thiên ba ca ngày chính cảnh giới thù thắng ấy cũng chưa phải là cao tột tuyệt đỉnh đó chỉ mới là cảnh giới của đệ tứ thiền hữu sắc ở tầng bậc kém cỏi nhất chính phước báo ấy mới là sắc giới thiện nghiệp mà ngươi đã tạo ở cõi người từ một kiếp trước đó mặc dầu sinh vào thời không có đức phật toàn giác nhưng ngươi đã sớm có trí tuệ thấy được sự hạ liệt thấp thỏi của dục vọng ngũ trần đã từ bỏ đời vinh hoa phú quý xuất gia làm đạo sĩ ở tuyết sơn do sự tinh cần chuyên niệm nỗ lực thiền định nên ngươi đã đắc được đệ tứ thiền hữu sắc thô tháo ấy. Như Lai khá khen ngươi đã tự tri, tự lực để dạch cho mình một lộ trình tươi sáng trong lúc thế gian đang chìm trong giấc ngủ say nồng. Con đã thấy rồi, con đã tin rồi, Bạch Đức Thế Tôn. Và dạ này hỡi Phạm Thiên Ba Ca, ngươi còn biết rằng còn vô lượng cảnh giới mỹ toàn hơn thế, như Lai đã từng chứng đạt Liễu Tri, nhưng Như Lai đã không cần an trú ở đấy, mà Như Lai đã đoạn trừ chúng, đã diễn ly chúng. Vì thấy chúng chưa phải là cứu cánh viên mãn. Vậy mà ở đây, ở cõi chỉ có một tí xíu an lạc này, người đã dám tự tuyên xưng là thường hằng, bất biến, là nơi không còn sanh, già, bệnh, chết, là nơi không còn hóa sanh chuyển sanh là cõi vinh quang đời đời, chẳng ở đâu hơn thế nữa. Phạm Thiên Ba Ca lại quỳ sụp xuống. Kính xin Đức Thế Tôn cho phép con sám hối những tội lỗi lầm ngu si, tà kiến và ngã mạng ấy. Đức Phật nói, thôi được rồi, như lai chứng minh cho lời sám hối ấy. Bây giờ, người hãy tính chuyện cho mai sau. Cảnh trời quan âm này tuổi thọ chỉ tám đại kiếp quả địa cầu. Ngươi ở đây cũng đã khá lâu, và Như Lai còn biết rõ, sự mạng chung của ngươi chỉ còn một trăm ngàn Nirabuddha mà thôi vậy. Chú thích Một Nirabuddha có nghĩa là với số một đứng đầu, theo sau là sáu mươi ba con số không, được viết là mười lũy thừa sáu mươi ba năm. Phạm Thiên Ba Ca kính cận nói Bây giờ thì con đã có đức tin hoàn toàn nơi Đức Thế Tôn. Con biết chắc Đức Thế Tôn là bậc thấy rõ, biết rõ không cùng tận, là bậc đã liễu ngộ sinh tử, đã thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, là bậc đã chấm dứt trọn vẹn mọi khổ đau, phiền não, đã vượt lên trên tất cả mọi cảnh giới thù thắng nhất. Niềm tin ấy là kiên cố và bất hoại ở trong con. Còn quả là người đi đêm lạc đường, không hề biết lộ trình đã qua, lộ trình sẽ tới như thế nào. Xin Đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn soi rọi cho con thấy một số kiếp quá khứ con đã từng làm gì, đã từng tu tập như thế nào. Để y cứ theo đó, con biết được tâm hành, thói quen, biết được những pháp hành mà con đã thọ trị trước đây. Điều ấy giúp cho con định hướng được tương lai cho đời mình. Đức Phật nói, Vậy là tốt, vậy là đúng đắn. Thật ra, không cần thiết phải biết các tiền kiếp cũng có thể tu tập giác ngộ, giải thoát khi có một bậc chánh đẳng giác ra đời. Nhưng mà, người thật chưa đủ duyên. Vậy thì, Như Lai cũng sẵn lòng dán mở lớp sương mù quá khứ cho người thấy. Này Phạm Thiên Ba Ca, hãy nghe đây. Rất nhiều kiếp quá khứ người đã tu tập rất tốt, nhưng như lai chỉ nói ra Vài kiếp người đã thành tựu tốt nhất, đắc ý nhất mà thôi. Rồi Đức Phật kể kiếp ấy người sinh ra trong một gia đình giàu có, thọ hưởng đầy đủ hạnh phúc ngũ dục, nhưng không lâu sau người thấy rõ sự hạ liệt, thấp thỏi cũng như những tội lỗi, khổ đau, phiền não của đời sống ấy mang lại vì mong ước thoát khỏi sanh tử, thoát khỏi cảnh vô thường biến hoại của cuộc đời, nên người đã khẳng khái phất tay từ bỏ tất cả, lên non sâu sống đời xuất gia đạo sĩ. Với nước suối, với trái cây rừng, người duy trì mạng sống để tiến tu thiền định. Với ý chí bất thối, với sự tinh cần, nỗ lực không mệt mỏi, người chứng đắc được tứ thiền, luôn cả ngũ trí thần thông nghĩ là đã thành tựu được mục đích rốt ráo của phạm hạnh ngươi là một cốc lá ven bờ sông hằng để thọ hưởng hạnh phúc của bậc đại ẩn sĩ xa về phía tây bắc lúc ấy có một đoàn thương buôn với năm trăm cỗ xe bò kéo đang vượt qua một bãi sa mạc ban ngày vì trời nắng nóng cát lửa như thiêu như đốt đoàn thương buôn chỉ khởi hành vào lúc chiều mát đoàn xe bò cứ đi, đi mãi trong đêm tối. Tất cả chỉ trông cậy vào sự khôn ngoan, kinh nghiệm của con bò đầu đàn. Khi ước chừng đã qua khỏi sa mạc, theo lệnh người trưởng đoàn, tất cả củi và nước đều phải bỏ lại cho nhẹ xe vì họ sắp được vào làng mạc. Trời hững sáng, người trưởng đoàn chợt phát hiện là đoàn xe đang trở lại lối cũ và họ còn ở giữa sa mạc mênh mông không thấy mé bờ. Mọi người đều kinh hoàng thất sắc. Gần trưa, trời nắng nóng thiêu người. Cả đoàn thương buôn, người và vật vừa khát vừa đói. Ai cũng mệt lã, nằm úp dưới lường xe để chờ đợi cái chết đến dần dần. Chẳng thể có phương cách nào cứu nguy được nữa. Sáng sớm hôm ấy, đạo sĩ ra khỏi cốc lá ngồi nhìn dòng sông Gan Ga nước cuồn cuộn chảy tràn bờ một ý nghĩ chợt khởi sanh trong tâm đạo sĩ chúng sanh thiếu phước do si mê không có trí tuệ cam chịu sống giữa cõi đời ít vui lắm khổ này chúng triền miên bị cái đói cái khát bệnh tật ốm đau nạn nước nạn lửa nạn gió bão động đất chiến tranh bệnh dịch chi phối và hành hạ mà không bao giờ có cách thoát ra khỏi. Dòng sông Ganga nước chảy tràn bờ như thế này, nhưng ai dám đoan chắc rằng hiện giờ không có chúng sanh ở một nơi nào đó đang chết khát, đang không có một giọt nước nhấp cầm hơi. Suy nghĩ đến ngang đây, đạo sĩ dùng thiên nhãn thông nhìn từ gần đến xa, sang các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Đoàn thương buôn cùng 500 cổ xe bò, người và thú đang nằm chờ chết lọt vào tầm mắt của đạo sĩ. Khởi tâm bi mẫn, đạo sĩ nghĩ là phải cứu họ, bèn vào đỉnh tứ thiền rồi dùng như ý túc tạo năng lực thần thông phát nguyện rằng Xin cho một mạch nước ngầm chạy xuyên qua lòng đất, đến chỗ sa mạc kia, hiện thành một suối nước ngọt để cứu đoàn thương buôn cùng 500 con bò đang chết khác. Đạo sĩ vừa dứt lời, những người lái buôn chợt nghe tiếng nước chảy, rồi thấy một mạch nước trong vắt giọt ra từ lòng cát, tuôn chảy ào ạt, sủi bọt, hiện thành một dòng suối lấp lánh dưới ánh mặt trời. Quả là một phép lạ nhiệm màu. Họ chắp tay tạ ơn trời đất, vô cùng mừng rỡ, cười reo thỏa thích, uống no, tắm mát cả người lẫn thú. Đoàn thương buôn thấy là thoát chết, cùng 500 cổ xe vượt qua sa mạc, an toàn chở hàng về thành phố. Kể xong, Đức Phật tóm tắt bằng kệ ngôn với đại ý rằng: Vì lòng bi mẫn, dùng thần thông hóa hiện một dòng nước ngọt, cứu sống đoàn thương buôn cùng 500 con bò đang chết khát giữa sa mạc mùa hè cháy bỏng. Đấy là một việc thiện, một pháp hành đáng khen ngợi của người đấy, này Phạm Thiên Ba Ca. Nghe xong vị đạo sĩ năm xưa thốt lên. Con vô cùng hỷ lạc bạch đức thế tôn. Thế ra con đã có được tứ thiền và cả ngũ trí thần thông. Ngoài ra con cũng có làm được một thiện sự nho nhỏ lợi ích cho chúng sanh. Đức Phật mỉm cười. Cứu từng ấy người và thú mà ngươi bảo là nho nhỏ. Quả thật người còn có chỗ khả dung đã bắt đầu biết nói lời khiêm tốn rồi đấy con không dám. Lại còn một trường hợp khác, cũng là một việc lành nho nhỏ mà ngươi đã từng làm nữa. Này, người đạo sĩ giàu lòng bi mẫn. Con xin được nghe. Rồi Đức Thế Tôn kể tiếp như sau. Cũng tại dòng sông Ganga ấy, ở cốc lá của bậc đại ẩn sĩ ấy, có một xóm làng đông đúc, yên ả, thanh bình. Họ đang sống một đời sống an lành, thì hôm kia có một bọn cướp kéo đến. Bọn cướp này có vẻ chuyên nghiệp nên rất hung dữ, bạo tàn. Chúng cướp đoạt tất cả tài sản, châu báu, giải dốc, lúa gạo của dân làng, rồi còn lùa đi từng đoàn gia súc như trâu bò, dê lợn, gà vịt. Đã thế, ai chống cự thì chúng giết, ai tỏ vẻ phản kháng thì chúng đánh đập rất dã man. Ngoài ra, người nữ thì chúng hãm hiếp, trai tráng mạnh khỏe thì chúng bắt làm nô lệ để quân giác vật dụng tập kết ở bờ sông. Đứa nào cũng hung dữ với dao búa cầm tay, roi gậy dắt lưng, miệng chửi rủa, tay đánh đập, chẳng kể già trẻ. Thôi thì tiếng kêu la, than khóc làm kinh động cả một vùng. Đạo sĩ với thiên nhĩ thuần tinh siêu nhân nghe được, dùng năng lực thần thông biến hóa ra một đội quân kỵ mã tinh nhuệ, với áo mão gươm đào nai nịch sáng loà. Trong chớp nhoáng, đội quân thiện chiến ấy phi ngựa nhanh như gió cuốn, quát to như sấm nổ, uy dũng như thiên binh, thiên tướng tự trời cao xa xuống, khí thế bốc chín tầng mây, oai phong hiển hách. Bọn cướp vừa thoáng thấy, tưởng là đội quân quyết tử của triều đình, lòng tóc dựng ngược, run sợ, kinh hoàng, hớt hải ba chân bốn cẳng chạy thoát lấy thân, quăng bỏ vũ khí ngổn ngang. Đạo sĩ thu lại thần thông, dân làng như vừa trải qua cơn mộng dữ. Trong chớp mắt, họ không còn thấy một tên cướp nào, cũng chẳng còn thấy đâu toán quân kỵ mã oai vệ vừa giải dày cho họ. Nhưng tài sản, châu báu, giải dốc, lúa gạo và từng đoàn gia súc thì vẫn còn yên nguyên. Họ mở to mắt, déo vào da thịt mình dường như không dám tin phép lạ nhiệm màu vừa mới xảy ra họ ôm nhau mừng khóc còn hơn là cha mẹ chết đi này được sống lại đức phật kết luận này phạm thiên ba ca đấy là một việc làm khác tốt đẹp của ngươi là một mỹ sự một pháp hành thiện hảo của ngươi ở quá khứ chính chúng là những hạt cát những viên gạch để xây dựng lâu đài ba la mật trong tương lai cho người đấy. Con hỷ lạc vô cùng bạch đức thế tôn. Không chỉ có chừng ấy, nơi cốc lá của vị đạo sĩ hiền thiện ấy còn xảy ra một việc nữa. Con đang nghe đây, bạch đức thế tôn. Có hai gia đình làm ăn lương thiện, kết bạn với nhau đã từ nhiều đời. Một gia đình ở bên này sông và một thì ở bên kia sông Ganga cả hai gia đình đều có một đời sống thuần hậu, nhiều lòng nhân ái, thường nhường cơm sẻ áo cho kẻ đói khổ hơn mình. Hôm kia, nhờ trúng to một vụ mùa, họ thuê hai chiếc thuyền lớn, kết lại, thả nổi giữa sông để mở tiệc ăn mừng. Thế rồi, đèn treo, hoa kết, cờ bay, họ ăn giận, điểm tràn diêm dúa, đờn ca sướng hát, ăn uống linh đình thâu đêm suốt sáng. Long Dương Gangeyaka lúc ấy đang nghỉ ngơi ở nơi thủy cung, nghe đần ca sướng hát như thế rất bực mình, nghĩ rằng Bọn này là ai? Là loài người ti tiểu, hèn hạ mà tưởng đang làm vua cõi trời chắc. Mà cho dấu là ông vua trời đi nữa cũng còn kiên nể ta mấy phần. Được rồi, ta sẽ nhận chìm chúng, ba ngày sau là sát nổi lên bền cho chúng học bài học lễ độ nghĩ thế xong long dương hung ác bèn hiện hình to lớn tạo những cơn sóng thần như những quả núi phủ chụp hai chiếc thuyền mỏng manh đồng thời lại còn nổi cuồng phong vì hơi đè lên be thuyền nhấn sâu xuống đáy sông nữa mọi người trên hai chiếc thuyền hốt hoảng kêu la cầu cứu nhưng ở giữa dòng sông bao la biết ai nghe cho và cứu thì cứu như thế nào đạo sĩ của chúng ta lúc bấy giờ đang thọ hưởng an lạc của thiền định. Sau đó, nhờ thiên nhĩ thông nên nghe rõ. Nhờ thiên nhãn thông nên thấy rõ và biết rõ mọi chuyện. Ngài tự nghĩ. Long dương Gangeyaka vì cái bụng xấu ác đã thành nề, vì cái tánh ngã mạng tự cao đã thành thói, đang tầm giết hại những mạng người vô tội. Lý ra phải có tâm từ ái với loài người, vì chúng vui ít khổ nhiều. Một chút tiệc tùng ca hát vui chơi như thế, mặc dù là nhảm nhí, phù phím, nhưng cũng chưa phương hại đến ai. Huống nữa, họ vốn là những con người rất tốt, rất đáng được nâng đỡ. Rồi đạo sĩ nghĩ tiếp. Lòng giường Gangeyaka ngoan cố, ương ngạnh này, bình thường chẳng sợ trời đất là gì. Nhưng hãy thấy bóng dáng của điểu dương Gadura là nó sợ đến đứng tim, dở mật. Xong, đạo sĩ sử dụng thần thông biến hóa thành điểu dương Gadura to lớn như quả núi, tung hai cánh như che phủ cả bầu trời bay đến chỗ thuyền bị nạn. Điểu dương Gadura quát to như sấm rền, quạt mạnh hai cánh như bão lớn, thổi dạt cơn sóng thần đi xa. Thò hai chân to lớn như hai cột đình, đầy móng vuốt sắc nhọn, đầm sâu xuống lòng sông để chộp lấy lòng dương. Thật ra, đạo sĩ chỉ muốn hù dọa vậy thôi, vì khi vừa thoáng thấy điểu dương Gadura như hung thần tự trời xa xuống, lòng dương đã tán đỡm thần hồn, xẹp mang, xì hơi, lặn sâu xuống thủy cung mà quả tim còn nhảy loạn trong lòng ngực. Thế là mọi người trên hai chiếc thuyền đột nhiên thấy trời yên sóng lặng họ được an toàn tánh mạng mà không làm sao hiểu được lý do. Một con chim to lớn bằng hàng chục lần cái nhà bay đến, thế là những cơn sóng thần tan biến và thân mạng thuyền không còn dao động nữa. Đức Phật kể xong, Phạm Thiên Ba Ca thốt lên. Thế là con có làm thêm được một việc tốt đẹp nữa, con đã đúc được một viên gạch ba la mật nữa. Đức Thế Tôn gật đầu. Phải, ngoài ra có một kiếp người còn làm thầy của Như Lai Như Lai là học trò của người vì nhân duyên thầy trò nên hôm nay Như Lai mới đến đây muốn giúp người giải trừ những tà kiến sai lầm người có biết thế không Phạm Thiên Ba Ca cúi đầu con biết Đức Thế Tôn là bậc đại trí tuệ đang rọi đèn sáng vào trong bóng tối cho kẻ si mê tối tâm là con đây Kiếp ấy, người xuất gia làm đạo sĩ, tên là Kesava, và Như Lai thuở ấy là học trò của người, tên Kappa. Đạo sĩ Kesava tu hành rất chân chánh, đạo đức và trí tài nổi danh rất nhiều phương. Cậu học trò Kappa không những hộ độ cho thầy rất chu đáo, mà còn là người cận kề tính cẩn của đạo sĩ nữa. Học trò Kappa rất thông minh, mẫn tuệ, nghị luận sắc bén có nhiều tài, mau nắm bắt được ý nghĩa từ lời thầy dạy, nên đạo sĩ Kesava rất yêu quý. Thầy trò họ rất tương đắc, kính trọng nhau, thương mến nhau, không hề rời xa nhau. Tuy danh nghĩa là thầy trò, nhưng thực sự họ là đôi bạn tốt, tương thân, tương trợ, hộ trì nâng đỡ nhau trên con đường tu tập. Kể thấy xong, Đức Phật kết luận với lời lẽ rất thâm tình. Vị đạo sĩ ấy có trí tuệ, có chánh kiến như thế nào thì người học trò cũng có trí tuệ, có chánh kiến y như thế. Vậy sao, từ đó người học trò tu tập đạt quả vị chánh đẳng giác, mà người thầy thì đang còn mãi mê nơi cảnh giới thấp kém như thế này, hỡi Phạm Thiên Ba Ca. Con hiểu, con thâm tạ Đức Thế Tôn không những cho con biết tuổi thọ còn lại của kiếp này mà còn dán mở cho thấy nhiều đời sống về trước. Điều ấy giúp con thấy rõ ràng, minh bạch những thiện sự, những pháp hành con đã từng tu tập từ quá khứ. Nhờ vậy, con sẽ bước ra khỏi vùng mê muội với những chấp kiến ngu si hiện nay. Quả thật, Ngài chính là Phật toàn giác, là Đức Chánh Biến Tri. Không những Ngài đem niềm vinh quang sáng lạng đến đây cho con, mà còn cho cả cảnh giới, cho cả tương lai mai hậu trong lộ trình tu tập hướng thượng của con nữa. Phạm Thiên Ba Ca hết lời tán dương Đức Phật. Khi ngẩng đầu lên thì Đức Phật không còn ở đấy nữa. Ngài đã trở về Chetavana. Tavana. Tavana, Tavana, Tavana. Chàng nhạc sĩ và ông vua trời. Khi chàng nhạc sĩ ôm cây đàn Vina và đến khu rừng Niman, thì chim không còn dám cất tiếng hót. Chàng gãy khúc đầu tiên, gió ngưng thổi, bao nhiêu hoa rừng đều nghiêng cánh lắng nghe. Chàng gãy khúc thứ hai, sương mù trốn mất để cho ngàn lá xanh bốc hương. Chàng gãy khúc thứ ba, chim muôn phương tụ về phô rực rỡ muôn hồng nghìn tía chàng gãy khúc thứ tư hoa lá chim đông đưa nhịp nhàng trong một điệu múa tuyệt vời chàng gãy khúc thứ năm muôn triệu vị tiên ông lấp ló sau chòm mây trắng chàng gãy khúc thứ sáu thiên nữ đứng đầy đặc cả không gian chàng gãy khúc thứ bảy đế thích thiên dương ngồi đứng không yên dán mây dòm hạ giới kỳ diệu thay là những khúc đàn của chàng thanh niên khúc chi la tiếng đàn có mãnh lực làm cho cung điện chí tôn của ta chợt trở nên trống không và buồn bã đế thích thiên dương đứng giữa hư không với tầm cao hai mươi cây thuốc nốt dùng thiên âm hỏi giọng xuống này chàng trẻ tuổi đẹp trai, vị vua của âm nhạc, người dụ dỗ thiên nữ của ta, người đã làm cho mười muôn triệu thiên nữ chợt trống không ở thiên đình, người làm cho ta buồn bã, người biết đấy. Thanh niên khúc Chi La ngân đàn, trái đất không còn linh hồn, ngước mặt lên, chàng nói. Này ông vua trời, ta không có ý ấy, xin ngài hoan hỷ xá tội. Thiêm dương đế thích, với những sợi râu xanh dựng ngược lên làm chấn động địa cầu bằng tiếng hét của thần sấm. Ta không có hoan hỷ xá tội. Thiên nữ trống không ở thiên đình không phải là điều dễ dàng hoan hỷ xá tội. Vậy ngài muốn gì? Muốn người đập bể cái đàn ma quái ấy đi. Nó không ngừng quyến rũ hoa, lá, chim, thiên nữ mà còn quyến rũ cả ta nữa. Không thể được vua trời ạ. À. Sao vậy? ngươi biết là ta có thể biến ngươi thành cây đàn và biến cây đàn thành ngươi khi ấy thì đàn sẽ gãy ngươi hay ngươi gãy đàn hãy tự biết lấy vậy thì ghê gớm quá đàn thành ta và ta thành đàn vậy thì ghê gớm quá nhưng không thể được vua trời ạ à. sao vậy Quá ra là ngươi không sợ oai lực của ta đấy à sợ chứ nhưng thưa vua trời chiếc đàn này đã cho tôi áo cơm và sự sống và chiếc đàn này còn giúp cho tôi phụng dưỡng cha mẹ mù lòa thật thế sao áo cơm sự sống và cha mẹ mù loa lành thai vậy thì không có gì chính đáng hơn thế nữa này người nhạc sĩ chí hiếu người làm ta cảm động người làm ta khó xử từ trời cao dừng mây như úa màu không còn trong sáng và long lanh nữa một làn gió màu xám, màu tía thổi qua, dường như có sương hay nước mắt rơi xuống từ hư không. Thanh niên Cúc Chi La giọng xúc động. Này vua trời, này vị thiên chủ đáng kính trọng, tôi vĩnh viễn sẽ không đàn những khúc nhạc ấy nữa là vì tấm lòng của thiên chủ đối với tôi. Vì cái tấm lòng ấy, tôi sẵn sàng từ bỏ khúc nhạc, dẫu cho có thiếu cơm, thiếu áo, Lành thay, bạn thân mến, bạn đã giúp cho ta thoát khỏi sự khó xử. Đổi lại, ta sẽ dạy cho ngươi một khúc nhạc của cõi trời. Thanh niên khúc chi la im lặng dây lát, rồi nói. Thôi, thưa thiên chủ, cảm ơn thiên chủ lắm. Nhưng tôi là gì mà dám học tiếng đàn của cõi trời? Do nghiệp quá khứ không chịu bố thí, bỏng sẻn, nên kiếp này tôi nghèo nàn Do đam mê đàn địch hát sướng nên tôi phải sinh ra trong gia đình càng tháp bà hạ liệt do sự phỉ bán kinh pháp và các bậc trí tuệ nên kiếp này tôi ngu si không được học hành đến nơi đến chốn dẫu là hạt bụi dính trên gót chân của các bậc đạo sư các vị ẩn sĩ thanh tịnh tôi cũng không thể cầu mong mà được xin ngài hãy rút lại lời tôi là dòng dõi thấp kém nghiệp dày phước mỏng thì làm sao tấu khúc nhạc chư thiên các bậc sáng láng được sinh ra do phần phước của mình. Giữa hư không im lặng dây lát. Cả 33 tầng trời sẽ không trụ vững nếu không được nghe lời nói chí thiện này. Này thanh niên Khúc Di La, ngươi là thầy của ta. Này thanh niên trẻ tuổi, ngươi là thầy của ta. Đế thích thốt thế xong, cùng với đám mây trăm màu xa xuống đất, Ngài đến bên thanh niên Khúc Chi La, nghiêng vai cung kính. Thanh niên Khúc Chi La cũng nghiêng vai cung kính. Thôi, ngài có việc của ngài, tôi có việc của tôi. Thiên đình thiếu ngài nhưng đốc nhà thiếu cột chống. Cha mẹ tôi thiếu tôi, buổi chiều khói sẽ không tỏa ra từ bếp. Chúng ta hãy quay lưng lại với nhau rồi đi. Đế thích thiên dương bệnh rịnh, thanh niên khúc chi la lầm lũi ôm đàn đi men theo lối nhỏ về xóm. Đế tích gọi giật lại. Này, người thanh niên chí thiện. Thanh niên quay lại và trả lời. Đừng gọi như thế. Tôi không xứng đáng để ngài gọi là chí thiện đâu. Ngài còn muốn chỉ dạy tôi điều gì? Không dám vậy đâu. Ta chỉ hỏi một điều. Từ trước tới nay, người sinh sống như thế nào? Giới tiếng đàn bảy khúc, từ trước đến nay tôi là nhạc sĩ trưởng của đức vua nhưng vì lời hứa quỷ bỏ khúc nhạc đã làm cho tôi nổi danh nên từ nay tôi sẽ đi hát dạo tài hoa như ngươi quả là số một ở châu diêm phù đề tôi có nghe các nhạc sư trong thiên hạ nói như thế nhưng trong xứ mù kẻ chột làm vua thì chẳng có gì đáng hãnh diện đế thích ngạc nhiên thế có kẻ sáng mắt ư có kẻ có tiếng đàn tối thượng hơn tiếng đàn của ngươi ư họ ở đâu họ là ai thanh niên gật đầu phải vì ham muốn danh vọng ham muốn lợi dưỡng nên tâm tôi bị chi phối vì tâm bị chi phối nên tâm không chuyên nhất do không chuyên nhất tiếng đàn của tôi còn ô uế và tục lụy không đạt đến chỗ cuối cùng của thế giới âm thanh ở đây âm thanh cuối cùng này là chỗ cao vời của hào quang, chí thiện, khinh khoát, vô phiền và an lạc. Thưa Thiên Chủ, có những nhạc sĩ tài hoa thật sự, họ ngồi trên đỉnh vinh quang vô danh ấy, họ đã bước ra khỏi cõi đời này. Họ đã thoát khỏi danh vọng và lợi dưỡng, nên chẳng ai biết, chẳng ai hay. Ví như huynh trưởng của tôi, thầy tôi, còn tôi chỉ là tên học trò đầy bụi bẩn và phàm phu. Đế Thích Thiêm Dương thở ra, ngài bối rối và ngơ ngác như bước vào một thế giới nào. Hy hữu thay là những điều chưa từng được nghe. Hy hữu thay là buổi gặp gỡ đầy lợi ích. Lâu lắm Thiêm Dương lại hỏi. Bây giờ nếu ngươi từ bỏ khúc đàn nổi danh thì tiếng tâm và lợi dưỡng của ngươi phải bị tổn giảm. Phải rồi, nhưng đấy là cơ hội tốt cho tôi. Tôi và cha mẹ tôi có thể tập sống đời vô danh với cơm áo vừa phải. Thật là quá thiệt thòi cho ngươi. Này người thanh niên, ta là thiên dương cõi trời 33, ngươi biết chứ? Dạ biết. Ta có thể biến cục đất đen kia thành vàng rồng ống ả ta có thể với cái phất tay xây cho người một cung điện cao sang gấp 7 lần cung điện của đức vua loài người. Ngươi biết chứ? Dạ biết. Thiêm Dương chợt tức giận. Vậy thì tại sao ngươi không đòi hỏi ta điều gì? Tại sao ngươi không yêu cầu để ta được đền đáp? Thanh niên Khúc Chi La nín lặng rồi hỏi. Mà tôi có công đức gì? Tại sao không có công đức? Ngươi có những công đức tối thượng ngươi đã nói cho ta nghe nhân và quả phước và tội ngươi lại dẫn ta đến chỗ thế giới cuối cùng của âm thanh nơi không còn phàm phu và ô uế lại nữa ngươi là kẻ không màng danh vọng và lợi dưỡng khẳng khái dứt bỏ nó đi vì một mục đích nhỏ mọn của ta ta không biết ai là nhạc sĩ hiền trí ta chỉ biết ngươi là nhạc sĩ hiền trí ta không cần biết đến huynh trưởng ngươi và thầy của ngươi là bậc đại ẩn sĩ thanh tịnh ta chỉ biết ngươi là bậc đại ẩn sĩ thanh tịnh. Tại sao ngươi không tạo cơ hội cho ta cúng dường đến bậc đại ẩn sĩ thanh tịnh? Người cắt đứt con đường bố thí sáng lạng của ta. Thanh niên suy nghĩ. Cắt đứt con đường của người chính là cắt đứt con đường của ta. Ta không gợi ý mà do y tự nguyện. Hãy xem thử y muốn làm gì. Bèn nói. Thôi được rồi. Vậy thì ngài muốn làm gì thì cứ làm. Nhưng thưa thiên chủ, tôi xin nói trước, tôi chỉ nhận những gì mà tôi dùng được. Nghe được vậy, thiêm dương đế tích sung sướng cất giọng thiên âm gian động mấy chục tầng trời. Chư thiên hãy nghe đây, tứ đại thiên dương hãy chấp hành thiên lệnh. Hôm nay ta cúng dường đến bậc hiền trí, đến bậc đại ẩn sĩ thanh tịnh. Ta cúng dường toàn cõi châu diêm phù đề này cho chàng thanh niên nhạc sĩ tài hoa ba chục ngàn quốc độ ở dưới quyền cai quản của người. Khúc Chi La Đại Dương, Ngài sẽ là bậc đại dương tối thắng nhất trong thiên hạ, mà danh thơm của Ngài sẽ làm cho ta mãi được thơm lây. Ôi huy hoàng thay là triều đại này, triều đại của đức vua chí hiếu, hiền trí và chí thiện. Thanh niên Cúc Chi La hét tướng lên. Vậy là Ngài hại ta, vậy là Ngài hại ta. Đế thích ngạc nhiên thấp giọng hỏi Sao vậy? Là một vị vua trong coi toàn thể châu Diêm Phù Đề Đem hạnh phúc thanh bình đến cho 30.000 quốc độ Không phải là việc dễ làm Thưa Thiên Chủ Chỉ có bậc đại hiền mới làm nổi Tôi là kẻ thiếu trí Tôi chịu thôi Đế thích thiêm dương tự nghĩ Y là một con người có vẻ yêu chuộng sự hòa bình nhưng dễ gì làm cho 30.000 quốc độ được hòa bình. Thế gian này, chúng lấy việc đánh nhau làm lẽ sống. Chúng nó đầy đặt tham vọng tối tâm, hạ liệt, ngu si và cứng đầu. Chàng thanh niên hiền thiện này không thích là phải. Nên nói, Vậy thì để ta chọn cho nhà ngươi một quốc độ thanh bình và giàu mạnh nhất, Đức vua thành Ba La Nại, được chăng? Ở đấy có bốn vị sư trưởng hộ Pháp là những người hiền đức. Không được đâu vua trời ạ, à. Đức Vua Thành Ba La Nại là người ân của tôi. Lại nữa, Ngài cai trị quốc độ theo mười dương pháp, tôi là ai mà dám thế cái chỗ ngồi ấy? Đế thích phân trần, đành rằng vậy, nhưng tuổi thọ của Đức Vua Thành Ba La Nại không còn bao lâu nữa. thế Thái tử con vua, đấy là bậc trí tuệ. Thái tử bỏ ba tập vệ đà trong ruột và nắm nơi cánh tay trái mười tám môn học nghệ. Còn tôi, dẫu mười lần hoa mạng đà nở, vẫn không thuộc được ba câu chú mạng đà. Đức vua trời cao mặt thở ra. Vậy thì hãy làm một ông triệu phú, đại đại triệu phú, ở trong tòa lâu đài bằng vàng rồng, thành quách bằng pha lê, lối đi bằng các loại ngọc của vua rồng, đồ dùng tiện nghi bằng bạc, hổ phách, xà cừ, mã não, của chúa loài tiên. Khúc gì là dãy nảy, vậy là ngài giết tôi tôi là con nhà nghèo hèn bỗng dưng ở lâu đài vàng thành quách pha lê lối đi bằng các loại ngọc của vua rồng tiện nghi xà cừ hổ phách của chúa loài tiên thì dẫu một vị vua nhân từ và sáng suốt nhất cũng bắt tôi bỏ tù vì tội quỷ ma xin ngài hãy thương cho tôi còn cha mẹ mù loà cần phải phụng dưỡng đế thích cũng hét ngược cái gì ngươi cũng la lên là không được đâu là Ngài hại ta, là Ngài giết ta. Bây giờ không được từ chối nữa. Là một tiểu triệu phú ở lâu đài bảy tầng, tài sản một trăm kho, gia nô ba ngàn đứa, tỳ thiếp một ngàn cô gái cực đẹp. Phải như vậy. Thanh niên khúc gì là không lạnh mà toát cả mồ hôi hột. Chết rồi, tài sản một trăm kho sẽ làm cho ốc tôi rối loạn. Ba ngàn đứa gia nô lui tới sẽ làm cho tôi chóng mặt. Một ngàn mỹ nhân, Ôi trời ơi, ngài muốn giết tôi với một lưỡi dao không giấy máu, không một lưỡi kiếm xuyên tim ấy mà. Trời đất ơi, cha mẹ ơi! Thanh niên đứng dò tay, bước đầu. Thiêm dương cũng dò tay, bước đầu, đi tới, đi lui. Vậy thì sao đây? Vậy thì sao đây? Một hồi, ngài nói, Thôi, bây giờ một lời tối hậu, ngươi muốn gì, ta cho nấy. Thôi, nói đi, ngươi muốn gì nào? Khúc Di La thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Vậy là thoát nạn, chàng tự nghĩ. Muốn gì? Ừ, ta muốn gì nhỉ? Thế là chàng suy nghĩ miên man Nơi dừng tráng trong sáng, phẳng lặng, dường như toát ra một làn sương mờ. Một triệu kiếp tư duy động lại. Chàng cất giọng chậm rãi. Xin thiêm dương cho tôi thấy rõ con đường chấm dứt vĩnh viễn phiền não. Hoặc là Giúp tôi có ánh sáng trí tuệ chân thực để đi theo con đường giác ngộ, giải thoát mà không lầm lẫn để rơi vào mê lộ tà đạo. Đức vua trời thất thành hoảng hốt. Chết tôi rồi. rồi. Chư thiên 33 cõi có nghe không? Đấy, chấm dứt phiền não và con đường trí tuệ. Chư thiên 33 cõi trời có nghe không? Đầu óc ta đã dở chưa? Lâu đài của ta đã bốc cháy chưa? Các người có còn ngồi yên trong lúc tam thiên thế giới đều rung động? Thiên dương đế thích thở hổn hển Mặt trời như mờ đi ở phía bên sau. Khu rừng không mùa thu mà lá vàng rơi lã tả. Ngài nói buồn buồn. Người bảo ta giết người không kiếm không đao. Còn ngươi thì giết ta bằng những lời, những chữ hốc búa, những lời, những chữ ấy dạch trần cho ta thấy rõ sự bất lực, sự ngu si lẫn quyền năng giới hạn của ta mà từ lâu ta muốn che giấu. Từ lâu, tất cả sự an lạc của ta đều được ngụy trang. Từ lâu, sự vinh quang của ta đều được bao bọc bởi thứ ánh sáng phù du, huyễn hoặc. Này ngươi đã bóc trần ra hết tất cả các lớp vỏ Ôi, còn đâu là hạnh phúc và bất tử của một đức thiên dương chí tôn? Nói xong, vị vua trời tư lự, dần tráng cao lại một lớp bụi xám. Dùng sắc thù thắng của ngài phút chốc như một đóa hoa tàn úa, một đóa hoa ố sắc và rửa hương. Cơ hội đã đến, chàng nhạc sĩ trẻ tuổi đẹp trai nghĩ thầm. Hãy tấu một khúc nhạc, khúc nhạc thứ tám Khúc nhạc không phải ai cũng nghe được. Khúc nhạc sẽ nâng y dậy, đặt y vào đường bay của ánh sáng. Dẫu thế nào, ánh sáng ấy vẫn cứ xuyên qua, giúp thẳng đến mặt trời chân lý. Này Đức Vua Trời khả kính, chớ có buồn bã, chớ có tư lự. Đừng là một đóa hoa ố sắc tàn hương. Đừng là một cánh chim tuyệt vọng giữa biển sương mù dày đặc. Hãy lắng nghe khúc nhạc này. Đức Thiêm Dương phấn chấn trở lại ta đang hồi hộp lắng nghe ngươi đây. Con đường ấy, ánh sáng ấy chưa có một chúng hữu tình nào tìm được ngoài các bậc thượng trí. Con đường ấy, ánh sáng ấy luôn vi vuốt xuyên thẳng qua không thời gian, không chờ đợi người, không dị tình ai. Hãy bước vào lộ trình, hãy tự nâng bổng mình lên. Lộ trình ấy là gì? Sự nâng bổng ấy là gì? Hãy nghe đây. Nói thế xong thanh niên khúc chi la nâng cây đàn vina khu rừng mi man phút chốc im bặt chàng nói đây là khúc đàn thứ tám khúc đàn chuyển tiếp từ tục đến thanh từ bờ này qua bờ kia thiên dương đã có tai có ốc thì chắc chắn sẽ lĩnh hội được và rồi chàng gãy đàn và rồi vua trời đã nghe được những lời nhắn nhủ như sau ta là ánh sáng vĩnh cửu đi từ vô thị đến vô chung ta làm cho thế gian xấu xa thành đẹp đẽ ta làm cho âm thanh dâm ô tục lụy thành cái khiết nhã cao vời ta làm cho xú khí muôn nơi thành hương thơm thanh khiết ta làm cho vật chất vô tri thành cơm bánh tinh thần ta làm cho ý tưởng tối tâm thành tri thức trong sáng hãy nghe, hãy bắt chước ta mà làm với trọn vẹn sự thiện tâm và thiện ý. Đổi cái ác uế thành cái thiện lương, thành một tâm hồn pha lê rộng suốt tinh anh, thì ngươi sẽ là ánh sáng, sẽ biến thành ánh sáng. Rồi ta với ngươi sẽ là một cuộc du hành an lạc, đi từ vô thỉ đến vô chung. Chú thích khúc nhạc đoạn đầu dường như nói về sắc thanh hương vị xúc pháp đoạn sau dường như nói về câu phật ngôn hãy làm các việc lành dứt các điều ác giữ tâm trong sạch giữ tâm trong sạch giữ tâm trong sạch